bạn, thưa quý vị, chúng ta đang có mặt trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Và bên cạnh tôi là ba người chơi, đó là bạn Lân, bạn Trinh và bạn Tú. Ngay bây giờ chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để chào đón ba người chơi. Thưa quý vị, chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ của chúng ta được sản xuất bởi Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đơn vị, các công ty, các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình. Bạn Lân thân mến, tôi được biết nickname của bạn là Nân Nạnh Nùng. Vâng, ai đặt cho bạn cái tên này ạ? Đấy là do các bạn bè của em ở đại học ạ. Và sau này mọi người cũng hay gọi em như thế. Cũng hay gọi như thế, dạ. Bạn có thích cái nickname này không? Dạ, bạn nghe cũng khá là thú vị ạ. Gọi là gì ạ? Nân Nạnh Nùng. Nân Nạnh Nùng, chúng bạn rất nạnh nùng đấy. Còn bạn Tú, nickname bạn được dùng nhiều nhất trong cuộc sống cho đến giờ phút này là gì? Đối với em thì nickname thì em không có thực sự. Nếu mà chỉ có ở nhà, khi mà còn nhỏ thì bố mẹ gọi Tú Gấu. Tại vì hồi xưa thì em hơi gấu một tí, hay bắt nạt các bạn. Nhưng mà lớn lên thì em hiền. Lớn lên thì không có cái nickname nào cả. Đúng rồi ạ. Hồi xưa là Tú Gấu thôi. Vâng ạ. Đấy, còn bạn Trinh, chào em. Dạ vâng, chào anh ạ. Em có thể giới thiệu một chút về mình. Dạ, tên em là Tô Thị Trinh ạ. Năm nay em 24 tuổi, hiện em đang là nhân viên công tác tại công ty cổ phần Lâm Việt Thiên Thanh ạ. Ngày hôm nay thì em rất vui và vinh dự vì được có mặt trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Tuy nhiên thì cũng là lần đầu tiên được xuất hiện trên một game show truyền hình, nên là không thể tránh khỏi cảm giác run và hồi hộp được ạ. Nên là em rất mong nhận được sự gợi ý nhiệt tình của anh Sơn Bắc và sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị khán giả dành cho em và các bạn chơi ạ. Vâng, mọi người sẽ cổ vũ nhiệt tình cho bạn. Nếu biết bạn là người rất hay có cảm hứng làm thơ và hay làm thơ lắm đúng không? Dạ, vâng. Vâng ạ. Bạn có thể gửi tới tất cả chương trình một bài thơ được không? Dạ được ạ. Có luôn cơ mà. Thế cơ mà. Bài thơ này thì em vừa mới làm cách đây là tối hôm qua. Tối hôm qua. Nó rất thơ rồi. Vâng ạ, em xin được đọc ạ. Một hôm ngồi rảnh online, Đuổi Hình Bắt Chữ có bài mới đăng. Chương trình này chiếu nhiều năm, mang cho khán giả ngàn trăm nụ cười. Còn mình mới có đôi mươi, tại sao không thử sức chơi một lần? Nghĩ rồi không chút phân vân, gửi bản đăng ký bản thân đi liền. Qua vòng loại sướng như tiên, đúng như câu nói ở hiền gặp may. Bồi hồi cho tới hôm nay, đứng lên sân khấu hăng say đón hình. Cảm ơn ekip chương trình cho tôi lên sóng truyền hình thủ đô ạ. Dạ em xin hết ạ. Cảm ơn ekip chương trình cho tôi lên sóng truyền hình thủ đô. Thực ra tôi cũng phải nói điều này. Dạ. Xin cảm ơn Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội đã tạo cơ hội cho Sơn Bắc được tham gia ở rất nhiều những chương trình của Đài. Đặc biệt là cho tôi còn có cơ hội tham gia với Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Thưa quý vị, ba người chơi của chúng ta, đó là bạn Tú, bạn Trinh, bạn Lân. Ba người đã sẵn sàng. Còn quý vị, hãy thể hiện sự sẵn sàng bằng một tràng vỗ tay để chúng ta đến với phần thi đầu tiên của Đuổi Hình Bắt Chữ. Nào, chúng ta bắt đầu vòng loại, vòng thứ nhất của Đuổi Hình Bắt Chữ. Chưa bao giờ tôi tham gia một chương trình mà khi bắt đầu một vòng mà ba bạn nhìn tôi cứ tưởng là đứng trước mặt tôi là ba ông trong Tam Đa cơ, Phúc Lộc Thọ cơ. Tôi nhìn sang mà thấy ba bạn nhìn tôi như thế này, thưa quý vị. Hơi có chút căng thẳng. Ừ, nhưng mà tự nhiên các bạn cũng làm tôi căng thẳng. Cứ bình tĩnh nhá. Kết thúc phần thi này, chúng ta sẽ phải chia tay một trong số ba bạn ở đây. Các bạn được quyền trả lời liên tục những miếng ghép chúng tôi đưa ra. Ai trả lời đúng, giành được 3 điểm đầu tiên, người đó sẽ lọt vào vòng sau. Chúng tôi sẽ chọn ra hai người trả lời được 3 miếng ghép trước thì hai người đó sẽ vào vòng sau của chương trình. Người còn lại, chúng ta sẽ gặp nhau trong một lần khác cũng của chương trình Đuổi Hình Mặt Chữ. Các bạn sẵn sàng chưa? Nào thưa quý vị, miếng ghép đầu tiên đây là gì? Trả lời liên tục, hãy nhấn chuông để giành quyền trả lời. Mời bạn Lân. Bánh mì chuột. Đáp án chính xác, bánh mì chuột. Bánh mì nướng nhưng được làm cỡ nhỏ, trông giống như con chuột. Bạn đã có một điểm. Tiếp theo. Mời bạn Lân. Tiếp tục. Xin mời bạn Tú. Cua cải. Sai. Mời bạn Lân. Kẹp cua.
Không đúng. Mời bạn Trinh trả lời. Cặp càng cua. Cặp càng cua hoàn toàn đúng. Bạn Trinh đã ghi thêm được một điểm. Cặp càng cua là dụng cụ dùng để cặp tóc trông giống như càng con cua. Cặp càng cua. Xin mời. Nhớ tay bấm. Đây là gì? Mời bạn Lân. Đào sâu. Đào sâu. Đáp án hoàn toàn đúng. Hai điểm rồi. Bây giờ thì yên tâm rồi. Ít ra là mình gấp đôi cái bạn thứ nhì và hơn hẳn bạn thứ ba. Đào sâu, tìm hiểu, nghiên cứu kỹ. Tiếp tục. Mời bạn. Leo thang. Chưa chính xác. Mời bạn Tú. Hình thang. Hình thang, đáp án chính xác. Hình thang, khái niệm trong toán học là tứ giác có hai cạnh đối song song. Hình thang. Xin mời, tiếp tục. Mời bạn Lân. Kem cân. Kem cân, chính xác tuyệt đối, đó là kem cân. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng người đầu tiên bước vào vòng 2. Chúc mừng bạn Lân. Cảm giác của bạn bây giờ thế nào? Dạ, đúng là sau khi trả lời được câu thứ hai thì tâm trạng em thoải mái hơn nhiều. À. Vì mình đã dẫn trước hai người chơi. Còn bây giờ? Bây giờ thì vô cùng tự tin ạ. Bạn thử nhìn hai bạn bên cạnh xem nào. Đấy, ánh mắt rất kiểu đi sau nhé. Miếng ghép tiếp theo. Mời bạn Trinh. Nội thất ạ. Nội thất, đáp án chính xác. Hai điểm cho bạn Trinh, một điểm của bạn Tú. Chỉ một miếng ghép nữa thôi, có thể số điểm của hai bạn cân bằng nhau, hoặc có thể tôi phải chào bạn Tú. Bình tĩnh, mọi thứ đều có thể xảy ra. Nội thất là đồ đạc, các loại tiện nghi, cách bài trí làm thành phía bên trong của một ngôi nhà. Miếng ghép tiếp theo. Mời bạn Tú. Sao quả tạ. Chính xác. Wow, cân bằng. Sao quả tạ à, ý nói những điều không may mắn, đen đủi. Đây là khẩu ngữ. Đối đầu 1-1 và chỉ còn một cơ hội duy nhất. Tôi nói bạn Trinh, bạn Tú, bạn Lân gật gù cái gì? Tôi ở đấy rồi thì gật gù gì nữa. Tôi nói bạn Trinh, bạn Tú chỉ còn một cơ hội duy nhất, bạn Lân. Đây là gì? Mời bạn Tú. Treo giày. Chính xác, treo giày. Chúc mừng bạn Tú, người thứ hai bước chân vào vòng tiếp theo của đội hình bắt chữ. Xin chúc mừng. Wow, bạn Trinh. Hôm nay ba người, có mỗi một nữ thôi mà chúng ta lại phải chia tay. Chương trình hôm nay hứa hẹn sẽ sôi động nhưng mà có phần nào đó khô cứng đây này. Chúng ta phải chia tay nhau, bạn Trinh thân mến. Dạ vâng ạ. Bạn vẫn còn cơ hội tham gia đội hình bắt chữ ở những lần sau. Bây giờ bạn ra về với một phần quà của chương trình gửi bạn. Gửi bạn quà của chương trình. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và gặp nhiều may mắn. Dạ vâng ạ. Hôm nay chỉ vâng là vấn đề may mắn hay không thôi. Vâng, cho nên tôi chúc bạn nhiều may mắn. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đã phải chia tay bạn Trinh. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ đến với phần 2 của đuổi hình bắt chữ. Quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 2 của đuổi hình bắt chữ. Nào, phần 2. Phần 2 chúng ta có 10 miếng ghép. Tất cả các miếng ghép này đều sẵn sàng chờ đợi bạn Lân và bạn Tú. Thời gian sẽ không bị khống chế cho đến khi người đầu tiên trả lời. Người đầu tiên trả lời nếu đúng thì nhận được 300.000 đồng. Còn nếu sai, người thứ hai chỉ còn một cơ hội trả lời trong vòng 5 giây. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hướng lên màn hình.
Vòng 2 bắt đầu. Đây là gì? Hai quả thịt. Mời bạn Lân. Thị sát. Bạn rất thông minh, xin chúc mừng. Đó chính là thị sát. Ý nói người chỉ huy, người chỉ đạo đi xem xét tại chỗ, tại cơ sở để nắm bắt rõ tình hình. Thị sát. Xin mời. Đây là gì? Mời bạn Tú. Tiểu Bình. Có vẻ rất Hán Việt nhỉ? Chưa chính xác. Các bạn nhìn thấy cái gì? 5 giây. Hết giờ. À, các bạn nhìn thấy cái gì nào? Sữa. Đây là một hộp sữa. Đây là hai hộp sữa. Dạng sữa mà tách chất béo gọi là gì? Sữa không béo. Hả? Sữa không béo. Cách gọi khác của sữa không béo là sữa gầy. Nếu tôi mà được vẽ thì tôi còn vẽ cái này nó khẳng khiu. Miếng ghép tiếp theo. Mời bạn Lân. Váy hoa. Váy hoa, đáp án chính xác đó là váy hoa. Sao mà lắc đầu bạn Tú? Tại vì không nghĩ rằng là nó lại đơn giản thế. Nó đơn giản thế thôi, nó là cái váy hoa. Chiếc váy được may bằng vải hoa hoặc trên váy có in hình bông hoa, váy hoa. Miếng ghép tiếp theo. Mời bạn Lân. Toa thuốc. Bạn Lân trả lời toa thuốc bạn Tú. À, tức là xác nhận. Chính xác. Chính xác, đáp án chính xác. Đơn thuốc của bác sĩ kê cho người bệnh toa thuốc. Bạn Lân trả lời đúng được 3 câu liền. Bạn Tú thì chưa. Tập trung nhiều hơn nào. Đây là gì? Mời bạn Lân. Sâu đục cây. Chưa chính xác. Bạn Tú. 5 4 3 2. Mời bạn. Sâu đục. Các bạn biết bao nhiêu loại côn trùng phá hoại mùa màng? Châu chấu. Các loại bọ như bọ này, bọ xít này, đúng không? Lúa ngô thì có dày này, dày nâu này. Một loại mà giết chết cây là gì? Sâu đục thân. Nghe bao giờ chưa bạn Lân? Có ạ. Bạn Thú nghe bao giờ chưa? Rồi ạ. Sâu đục thân. Không phải là sâu đục cây. Sâu đục thân. Thật tiếc, miếng ghép thứ 6 đang chờ các bạn. Gì đây ạ? Mời bạn Tú. Rút đơn. Rút đơn, đáp án chính xác, rút đơn. Chúc mừng bạn với 300.000 đồng đầu tiên. Rút đơn. Nguyên đơn sau khi đã gửi đơn kiện, không muốn tiếp tục khởi kiện nữa và muốn rút đơn lại. Miếng ghép thứ 7. Mời bạn Lân. Ngũ thủ. Chưa chính xác. Anh gợi ý thôi. Chuẩn bị lực lượng và phương tiện để chống đỡ. 3, 2, 1. Dàn quân. Phòng thủ. Miếng ghép thứ 8. Nhãn cầu. Gì ạ? Nhãn cầu. Đáp án chính xác, nhãn cầu. Miếng ghép thứ 9. 2 từ. Mời bạn Lân. Hoa ly. Đáp án đúng, hoa ly. Hoa ly, tên một loài hoa rất đẹp, cùng họ với hoa loa kèn. Thường có màu hồng hoặc màu vàng, có mùi rất thơm. Miếng ghép thứ 10, miếng ghép cuối cùng trong phần thi thứ 2. Xin mời.
Mời bạn Lân. Màu mỡ. Màu mỡ, đáp án chính xác, đó là màu mỡ. Thưa quý vị và tất cả các bạn, phần thi thứ hai đã không còn miếng ghép nào được mở ra nữa. Bởi vì chúng tôi chỉ chuẩn bị 10 miếng ghép thôi. Tổng số tiền thưởng trong phần thi này là 3 triệu đồng. Bạn Lân đang giành được 1 triệu 800 ngàn đồng. Bạn Tú đang có 300 ngàn đồng. Bạn Tú đánh giá phần thi này thế nào? Anh nghĩ là phần thi này khá là thú vị đấy ạ. Có một số câu thì nó lại làm ở mức theo chiều hướng là đơn giản, không nghĩ tới. Nhưng có những câu thì khá là phức tạp. Với kết quả này thì bạn có lo không ạ? Thực ra thì để mà lo lắng thì em nghĩ là cũng không nhiều. Nhưng mà được cái là em thấy bạn Lân bấm chuông rất là nhanh. Mà trả lời lại chính xác. Đúng rồi ạ. Bạn Lân, dạ. Có phải phần này nó dễ quá không? Dạ, không, thực ra thì vì em đã thích chương trình từ rất lâu rồi. Em theo dõi khá nhiều số. Nên là có thể là cái mạch tư duy nó nhanh nhạy hơn ạ. Là có những câu thì thực sự là như câu váy hoa thì em thấy nó khá đơn giản. Nhưng mà nhiều khi mình nhìn mình cứ làm phức tạp hóa lên thôi. Chứ còn nhiều câu nó rất là đơn giản. Tức là mình nhìn thấy gì là mình đọc ra như thế. Chúng tôi vẽ đơn giản mà. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là cơ hội cuối cùng cho bạn Tú hoặc bạn Lân xem khẳng định ai sẽ bước vào vòng siêu tốc. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ đến với phần 3 của đuổi hình bắt chữ. Nào, phần 3. 9 miếng ghép nhỏ. Các bạn được quyền trả lời liên tục đến khi tìm được đáp án đúng. Hãy nhấn chuông để giành quyền trả lời. Ai trả lời đúng sẽ được 500 ngàn đồng. Và người đó được quyền trả lời ngay miếng ghép thứ 10 với giá trị là 3 triệu đồng. Nếu không chúng ta lại đi tiếp. Sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Chuẩn bị. Chúng ta sẽ mở miếng ghép đầu tiên. Và tín hiệu mở miếng ghép đầu tiên là tràng vỗ tay của quý vị. Đây là gì? Mời bạn Lân. Cải cuộn. Chưa chính xác. Mời bạn Tú. Cải cua. Không đúng. Ba từ. 500.000 đồng thuộc về ai? Mời bạn. Cải càng cua. Quên cái cải đi. Gọi nó với một cái chung nhất. Cải này, lách này. Rồi rau càng cua. Đáp án chính xác, rau càng cua. Rất cần anh Xuân Bắc. Rau càng cua là một loài rau thuộc họ hồ tiêu. Đây là loại rau mọc hoang ở nhiều nơi. Và nó sống, vòng đời của nó là sống trong vòng một năm. Phân bố ở những khu vực khí hậu nhiệt đới. Khi ăn thì rau có vị chua chua, giòn giòn, rất là ngon. Rau càng cua. Hãy mở chi tiết. Sau khi mở, bạn sẽ có 5 giây. 4, 3, 2, 1. Chưa đủ dữ kiện. Xin mời miếng ghép thứ 2. Gì đây? Mời bạn Lân. Khóa sổ. Khóa sổ, đáp án hoàn toàn chính xác. Không ghi thêm khoản nào vào sổ sách nữa vì đã hết thời hạn quy định. Khóa sổ, mở. Năm giây, xin mời bạn. Hết giờ. Miếng ghép thứ ba. 500.000 đồng thuộc về ai? Mời bạn Tú. Bàn cờ. Không, chưa chính xác. So sánh. Mời bạn Lân. Cao cờ. Đáp án rất chính xác. Cao cờ. Mời bạn mở chi tiết. Năm, bốn, ba, hai. Nhảy như tôm. Nhảy như tôm, chưa chính xác. Miếng ghép thứ tư. Kìa, một câu chuyện ngụ ngôn. Mời bạn Tú. Miếng ăn đến miệng còn rơi. Chưa chính xác. Một câu chuyện ngụ ngôn kể về sự tham lam. Nói ý nói sự tham lam. So sánh những điều không có thật với những cái điều thực sự mà mình đang có.
Nhìn thấy con mèo nó đang gì? Nó thả cái gì? Con mèo nó thả cái gì ạ? Con cá. À, con cá nó là cái gì đối với con mèo? Đồ ăn. À ha, nó là miếng? Miếng ăn. Miếng gì nào? Nó là miếng cá. À không, nó là cái gì đối với con... Thả mồi bắt bóng. Đáp án chính xác, thả mồi bắt bóng. Mời bạn mở chi tiết. Năm, bốn, ba, hai, một. Miếng ghép tiếp theo. Đây là gì? Bàn kính. Chúng ta có bàn gỗ này. Chúng ta có bàn sắt này. Và đây nó là? Bàn kính. Bàn kính. Mời bạn mở và đoán. Bật như tôm. Bật như tôm. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ 6 đang chờ các bạn. Phương trước. Xin mời bạn Lân. Chìa khóa trao tay. Đến giờ phút này thì tôi khẳng định bạn rất xuất sắc. Chìa khóa trao tay. Chính xác. Mời bạn. Năm, bốn, ba, hai, một. Miếng ghép thứ 7. Mời bạn Lân. Đá lửa. Lại là một đáp án chính xác nữa. Xin chúc mừng bạn Lân. Xin mời. Cố gắng mở miếng giữa, chỉ còn 3 thôi, 1, 3, rồi. Nào. 5, 4. Mồm mép tép nhảy. Mồm mép tép nhảy, đáp án chính xác. Mồm mép tép nhảy, ý nói nhanh mồm, nhanh miệng. Đương nhiên rồi, bạn trả lời đúng. Số tiền thưởng bạn được cộng thêm là 3 triệu đồng. Bạn Tú. Thấy thế nào? Lân còn là một người chơi xuất sắc đấy. Đúng, có tâm phục khẩu phục không? Tâm phục khẩu phục. Vâng, bạn quá nhanh. Bạn bấm chuông rất là nhanh luôn. Đúng, và trả lời là chính xác mà, bấm chuông nhanh trả lời chính xác. Bạn Lân, có một việc, tức là cái này chưa có tiền lệ bao giờ. Chúng tôi sẽ đưa ra cho bạn một miếng ghép nữa. Và lần này không phải là 10 giây mà là 30 giây. Nếu bạn trả lời đúng, chúng tôi sẽ nhân đôi số điểm cho bạn. Còn nếu bạn trả lời sai, thì chúng tôi sẽ lấy toàn bộ số điểm của bạn. Và chúng tôi sẽ mở sẵn ra đây cho bạn 15 hình vẽ. Và bạn chọn bất kỳ hình nào. 30 giây là em được trả lời liên tục ạ? 30 giây bạn được trả lời 3 lần. Ủa. Liên tục đi ạ. Hả? Liên tục đi ạ. Liên tục có gì? Vâng. Tức là 30 giây trả lời liên tục. Vâng. Được ăn cả ngã về không? Sao người cứ tự nhiên nó mỏi thế? Nó mỏi thế này. Chơi không? Chơi luôn. Bạn Tú đồng ý không? Đấy là quyết định của bạn Lân. Bạn Tú thích thì cộp luôn vào bên này. Chơi luôn. Thưa quý vị và tất cả các bạn, như vậy là tôi đã đạt được thỏa thuận với bạn Tú và bạn Lân. Bạn Tú ủy thác ủy nhiệm toàn bộ 800.000 đồng của bạn Tú sang cho bạn Lân. Và tổng số tiền bạn Lân đưa ra để đến với miếng ghép đặc biệt của chúng tôi sẽ là 8.600.000 đồng. Sau 30 giây bạn Lân mà trả lời đúng thì sẽ nhân đôi số điểm này. Và nếu bạn Lân trả lời sai thì bạn Lân sẽ mất toàn bộ số điểm này. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Thưa quý vị và tất cả các bạn, đây là một phần rất đặc biệt chưa từng có. Và chúng tôi đã sẵn sàng. Tuy nhiên, do nhìn thái độ bạn Lân có vẻ lo lắng quá, cho nên chúng tôi quyết định hủy không tham gia phần này. Và đây tôi thấy rất là vui khi bạn Tú hoàn toàn tin tưởng bạn Lân. Tôi phải nói thật là đúng là nếu tôi có một người bạn đồng hành như bạn Lân trong những chương trình như thế này thì tôi cũng tin tưởng. Và đấy trả lời rất nhanh và đúng nữa cơ. Cố gắng lên. Dạ. Còn bây giờ là lúc tôi phải chia tay với người bạn đồng hành với bạn. Người đã rất tin tưởng bạn. Bạn Tú thân mến, bạn sẽ ra về với số tiền thưởng là 800.000 đồng với quà của chương trình. Xin mời bạn. Xin gửi tặng bạn.
Xin chúc bạn luôn luôn may mắn, thành công. Em chúc anh luôn khỏe mạnh, hoàn thành công tác của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thưa quý vị và tất cả các bạn, bây giờ là lúc chúng ta sẽ đến với phần thi cuối cùng, phần siêu tốc. Và người đến với phần siêu tốc của chúng ta không ai khác, đó chính là bạn Lân với 7.800.000 đồng. Chúng tôi đang rất tin tưởng vào cái vòng cuối cùng này của bạn, vòng siêu tốc. 60 giây bạn hãy trả lời theo đúng cái lộ trình và cái cách thức chơi của chúng ta để bạn đạt được mốc cao nhất là câu hỏi số 15. Bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tôi sẽ nói kỹ cho bạn hơn về luật nhé. Luật của chúng ta như sau. Sẽ có 15 miếng ghép được đánh dấu từ 1 đến 15 thành 5 hàng theo hình kim tự tháp. Bạn muốn lên tầng 2, bạn phải trả lời được một câu của tầng 1. Bạn muốn lên tầng 3, phải trả lời được một câu của tầng 2. Lên tới mốc 15, đấy là mốc quan trọng nhất và số điểm thưởng cao nhất. Nào, chúng ta cùng xem điểm thưởng của chương trình. Hàng thứ nhất, 1 triệu, hàng 2, 2 triệu, hàng 3, 3 triệu, hàng 4, 5 triệu. Và miếng ghép thứ 15, 30 triệu đồng. Tuy nhiên, đừng bỏ quên ngôi sao may mắn, đó chính là ô số 11. Và ô số 11 của tuần này là tour du lịch trị giá 32 triệu 900 ngàn đồng tới thành phố Dubai, chính là phần quà dành cho người chơi trả lời đúng miếng ghép may mắn tuần này của chương trình. Công ty du lịch Vietjet Tour sẽ dành cho bạn cơ hội để khám phá thành phố xa hoa bậc nhất thế giới Dubai với hành trình 6 ngày. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng gã khổng lồ Burj Khalifa cao nhất thế giới với hệ thống thang máy lên tầng 124 chỉ trong 1 phút. Khách sạn 7 sao Burj Al Arab mô phỏng cánh buồm Ả Rập được dát vàng và trang trí bằng đá cẩm thạch. Hãy dành cơ hội cùng Vietjet Tour ngắm đảo cọ nhân tạo lớn nhất thế giới, hay tham quan mua sắm ở chợ vàng Gôn Sao và vô số trò giải trí hấp dẫn khác ở Dubai. Thưa quý vị, nếu mà máy bắt cận vào thì tôi còn thấy là gai ốc của bạn Lân nổi hết cả lên cơ. Bạn bình tĩnh. Tất cả là của bạn. Nếu như bạn làm được tất cả. 60 giây nhá. Quý vị khán giả bây giờ đang có nhiều người ở nhà rất là căng thẳng, lo lắng nhưng cũng đầy hy vọng với bạn. Bạn sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng. Nào, chuẩn bị. 60 giây bắt đầu. Số 3. Số 3, xin mời. Đây là gì? Giá treo. Chưa chính xác, cô ấy đang làm gì? Đang làm gì những cái kia lên? Phơi số. À không phải. Bỏ qua. XL, XL, LM là gì? Là những cái... Bỏ qua mà có thể tìm câu khác. Số 4. Số 4, xin mời. Nhạc sống. Không, nhìn. Tên một đêm ca... buồn. Không phải, tên một ca khúc. Đêm... Thành phố đêm buồn. Không phải. Ba từ. Thành phố buồn. Thành phố buồn, chính xác. Tiếp tục. Đã xong tầng 1. Tầng 2, mời bạn. Số 7. Số 7, mời bạn. Đây là gì? Thuyền tre. Không đúng. Tàu tre. Không đúng. Ở nơi mà thuyền bè đậu lại. Số 8. Số 8, xin mời. Đây là... Hết giờ. Bạn thấy thế nào? Rất là tiếc ạ. Bạn toàn mở vào câu khó thôi. Tôi phải nói thật, hình hôm nay không quá khó nhưng bạn toàn mở vào câu khó. Đáng lý phải hơi tỉnh táo một chút, mình phải đổi câu. Mình phải đổi để mình tìm cơ hội tốt hơn. Bởi vì với khả năng của bạn, với trí thông minh của bạn, với sự nhanh nhạy của bạn, có câu nào có bạn sẽ thấy ngay. Cụ thể là bạn đã bộc lộ điều đó trong phần 2 và phần 3, kể cả phần 1 luôn. Thật tiếc, bạn mới vượt qua một tầng của hệ thống câu hỏi của chúng tôi. Và bạn có thêm 1 triệu đồng tiền thưởng. Tổng số tiền thưởng của bạn bây giờ là 8 triệu 800 ngàn đồng. Xin chúc mừng. Chuyến du lịch Dubai tuột khỏi tầm tay. Tuột khỏi tầm tay. Thật tiếc nhưng không sao. Đấy là cơ hội của chúng ta. Không phải trong cuộc sống lúc nào chúng ta cũng nắm bắt được tất cả những cơ hội. Đôi khi chúng ta còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố để dẫn đến thành công. Nhưng theo tôi, hôm nay bạn đã là một người rất thành công. Bởi vì bạn đã để lại ấn tượng thực sự tốt đẹp đối với chúng tôi,
và tôi tin rằng đối với cả quý vị khán giả theo dõi chương trình, bởi vì bạn trả lời rất nhanh, rất chính xác. Bạn Lân sẽ ra về với số tiền thưởng là 8.800.000 đồng cộng với quà của chương trình. Xin gửi bạn. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và thành công. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta vừa theo dõi chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Xin cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ban biên tập các chương trình sân chơi Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào.